Anh Tuấn Hoàng chuyển thủy trở lại với quý khán thính giả, một trận bão lốc tuyết khổng lồ đang chuyến chuyển về vùng đông bắc của Hoa Kỳ và họ gọi đây là một blockbuster snowstorm, bão tuyết khổng lồ và chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng đến thưa quý vị không chỉ 50 triệu người như bản tin dự đoán ngày hôm qua mà số người bị ảnh hưởng hôm nay lên tới 80 triệu người. 15 tiểu bang ở vùng Đông và Đông Bắc Hoa Kỳ dọc theo bờ biển Đại Tây Dương đều bị ảnh hưởng cả từ Nebraska, Carolina tức là hai tiểu bang North and South và kéo dài đến New York City và cư dân của người Việt Nam ở vùng Washington DC, Virginia đều sẽ bị ảnh hưởng và chắc chắn là những ai ngày hôm nay về thì còn kịp nhưng mà nếu mà quý vị chờ tới ngày thứ sáu thứ bảy chắc chắn khi quý vị ra phi trường để tìm cách về lại nhà của mình hoặc tìm cách đi công ăn việc làm sang vùng động phía đông chắc chắn sẽ nhìn thấy chữ delay hoặc là Cancel các chuyến bay đang dự trù sẽ hủy có thể lên đến cả trăm cả ngàn chuyến bay dự trù là cứ mỗi một tiếng đồng hồ bắt đầu vào tối thứ sáu nhưng mà chắc chắn là sáng thứ bảy mỗi một tiếng đồng hồ tuyết sẽ rơi từ 1 tới từ 2 tới 3 inches thưa quý vị và người ta dự trù có thể tuyết lên tới 2 feet luôn 24 inches chỉ trong vòng một ngày thứ bảy riêng và tuyết sẽ thổi kéo dài bão sẽ kéo dài sang đến ngày chủ nhật luôn ảnh hưởng quá nhiều vì thế hôm nay đây là những cái bản đồ mà cho thấy tất cả các vùng đều bị ảnh hưởng từ cái việc. Dạ vâng và cũng là tình hình bão tuyết như vậy thì ừ. lát chút xíu trong phần 4 của chương trình Tuấn sẽ đưa hãng Nissan đã giới thiệu chiếc xe mà đi đi rất là đi trong hay. tuyết đi trong tuyết. Mà tuyệt vời wow. lắm nhưng mà trở lại với phần tin tức thì chỉ trong một ngày các tiểu bang à, ở tại khu vực virginia và ừ. washington dc đã có ít nhất là 100 vụ tai nạn giao thông yeah. xảy ra vì tình hình tuyết ngay tại đây những xe này hầu hết là những loại xe của những người đi trên các phi quê và bánh của họ thì không được trang bị kỹ càng cho oh. cái chuyện mà trơn trượt như anh biết nước xuống đóng băng thì trơn đâu có ai mà gánh như xích vô bánh xe đâu Họ dạ, nghĩ rằng không sao hết mà cứ mỗi lần yeah. mà bị trơn như vậy đó thì cái quán tính của mọi người, đó là người ta cứ đạp phanh, mà cứ đạp phanh thì đi luôn, cho đến nỗi mà khi mà đương kim tổng thống Obama đến à, trại quân sự Andrew đó, ông không thể trở về lại Washington DC bằng trực thăng vì tuyết mây mù khắp nơi, do vậy ông phải di chuyển bằng coi như là bằng những chiếc xe hộ tống của tổng wow. thống vượt 13 dặm đường, mà trong lúc đi một chiếc xe hộ tống đã bị văng ra khỏi cái đường. Đây là tình hình rất là biến động ngay tại uh, đây và dự báo trong những ngày tháng tiếp theo thì ở miền đông của hoa kỳ vẫn sẽ là tuyết và trơn trượt như vậy ngoài ừ. ra quý vị còn nhớ quý vị còn nhớ cô holloway cô holloway à, là người mà đã lái chiếc xe đâm vào rất nhiều người ở las vegas như bản ừ. tin khi trước ừ, ừ, ừ. anh 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 có người góc năng... phi châu á dạ vâng buồn tình buồn chuyện gia đình bị người bạn trai bỏ cho nên cố chở cô con gái lái xe và Cô nói rằng là cô không có kiểm soát được dạ, và Vì những cái chuyện buồn đó bội xe lên luôn Và ngày hôm qua thì khi mà cô ra phiên tòa sơ thẩm Thì quan tòa đã cáo buộc cô tới 71 tội danh Trong đó Ồ, có tất cả các mẹ. tội nặng nhất như tội giết người ừ. Và tội cố ý giết trẻ em là tại vì vừa tại vì trong lúc cô đâm cô đâm trúng một người một người chết rồi, một cậu bé 11 tuổi yeah. trên đường đi nữa. Cái lỗi ở đây đó họ nói đang cố cố ý rõ ràng là chủ tâm để cán người vì lý do là lòng thù hận. Họ yeah. đã dẫn chuyện gia đình nhưng mà thấy những người đi vui chơi trên đường phố thì thấy ghen với những người này và ủi xe cán chết họ dạ vâng và trong một lần mà chúng tôi đến las vegas ở trong cái ces vừa rồi đó, chúng tôi vẫn thấy là cái strip và cái con đường mà người ta đi trên cái las vegas boulevard đó nó vẫn không có được che chắn gì và nếu như có một trường hợp nào khác yeah, thì lắm. dễ dàng là những người mà lái xe có thể dễ dàng tông Chắc chắn và như chết vậy. những người đang à, đi bộ nhất là cái khu vực ở Paris đó thưa quý vị khách sạn Paris và sòng bài đó đối diện với Bellagio à, vừa qua khỏi Planet Hollywood là nơi xảy ra tai nạn chết người này và thưa quý vị thị trường chứng khoán ngày hôm nay mặc dầu mặc dầu tin breaking news chúng tôi mới ghi nhận được là kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ vừa tăng thêm 4 triệu thùng nữa dầu bây giờ bơm quá trời bơm luôn cái lý do đó là dầu xuống nhưng mà nhiều cái mỏ dầu họ bơm bây giờ họ đã lỡ bơm hết rồi tiền mượn ngân hàng phải trả tiền lời rồi bây giờ bán cũng không được không chẳng ai mua bây giờ cho cũng chẳng ai lấy mà bây giờ như thế nào đi thôi thì bơm được bao nhiêu bán được bao nhiêu thì cứ bán Yeah. Và họ phải bán tháo bán đổ thôi Bởi vì cái giá thành để mà bơm một thùng dầu Lấy được một thùng dầu ở Hoa Kỳ này Cũng khoảng 30, 25 đồng tới 30 đồng Rẻ lắm thì cũng 24 đồng Thì hỏi anh Tuấn với quý khán thính giả còn lời cái gì nữa uh -huh. Nhưng họ vẫn phải tiếp tục bơm Khi bơm như vậy đó Thì họ đưa vào các kho dự trữ Và chính vì thế cứ mỗi một ngày họ đo lường cái mức dự trữ này Và Hoa Kỳ mới công bố vào sáng ngày hôm nay Chúng tôi dư thêm 4 triệu thùng thường thì những cái tin như vậy nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến giá dầu khi mà dầu mà dư đó thì giá dầu sẽ xuống dữ lắm còn khi mà dầu thiếu chẳng hạn như là ả rập saudi tuyên bố th năm nay tháng này chúng tôi sẽ cắt bớt cái lượng sản xuất dầu ừ. thì ngay lập tức giá dầu sẽ tăng lên thường là đó là một trong những cái hành động mà các tổ chức opec họ muốn sử dụng để đưa giá đầu giá lên xuống nhưng bây giờ hoa kỳ sản xuất dầu nhiều quá rồi họ không còn làm được điều đó nữa thế nhưng cái điều ngạc nhiên ở đây đó là thay vì đi xuống thì dầu lại có khuyên hướng đi lên một chút xíu ngày hôm nay và khi mà giá dầu tăng thì lại giúp cho thị trường chứng khoán cảm thấy yên tâm hơn tuy nhiên thưa quý các tác giả một lần nữa tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy chỉ là giống như là một cái ảo tưởng vậy đó và một cái sự gọi là um, đồn đoán thôi chứ không có cái gì bảo đảm là thị trường sẽ đứng yên ở mức này cả cho nên Dow Jones bây giờ lên được 141 điểm. Thế nhưng chưa biết được đến 1 giờ trưa nay thì thị trường Dow Jones sẽ như thế nào. S&P 500 lên được 15 điểm và khi mà thị trường chứng khoán lên thì người ta lại bán vàng ra để lấy vàng đi mua cổ phiếu Chính vì thế, vàng xuống 12 đồng 40 sen còn 1093 đồng 80 sen. Dầu hồi nãy lên trên 80 sen bây giờ với bản tin các giới đầu tư mới nghi nhận được cái việc mà thị trường Hoa Kỳ có số dầu thô dư thừa 4 triệu thùng thì giá dầu lại dừ từ từ nhích xuống và nếu mà chúng ta thấy giá dầu này màu đỏ đó thì ngay lập tức lại xảy ra một trận bán tháo ở Dow Jones, Nasdaq và S&P. Nasdaq ngay bây giờ thì lên được 30 điểm cũng trồi sụt hồi sáng này lên được 24 bây giờ lên được 30 chưa biết có giữ được cái vị thế này hay không. Nhưng mà thị trường châu Á và châu Âu đã đóng cửa. Thưa quý vị, thị trường châu Âu thì lên chút đỉnh, các chỉ số của London à, lên được 101 điểm nhưng mà Nikkei xuống tới gần 400 điểm. Nikkei Hồng Kông, à, Thượng Hải có thể nói đã đi vào thời kỳ suy thoái bear market thưa quý vị. Shanghai cũng mất tới hơn 3% sau khi nhìn thấy Hoa Kỳ sụp đổ ngày hôm qua. À, một lần nữa, thị trường châu Á mở cửa sớm hơn Hoa Kỳ. À, nhưng mà ngược lại, đó, thì họ cũng theo dõi các chỉ số ở Mỹ, Dow Jones liệu xem họ có nên giữ hay bán các cổ phiếu của họ hay không. Và đó là những diễn biến. Một trong những ngân hàng đầu tư về thị trường chứng khoán và thẻ tín dụng Visa Mastercard đó là Barclays Bank. Đây là ngân hàng có trụ sở trung ương ở tại thủ đô London, Anh Quốc. Ngày hôm nay tuyên bố sẽ sa thải lên đến 1.000 công việc phần lớn là ở châu Á, lý do những cái nguồn đầu tư của Barclay nhắm vào thị trường Trung Quốc, Thượng Hải, Hồng Kông đều sụp đổ nặng nề trong thời gian qua và hầu hết những portfolio, những cái hồ sơ đầu tư của Barclay đều sụt giảm nghiêm trọng và họ nói không những ở châu Á nữa mà kể cả ở Hoa Kỳ họ sẽ cắt giảm một số công việc làm văn phòng và cũng như cơ sở đầu tư ở tại Hoa Kỳ này cho thấy đây là ngân hàng đầu tiên bị ảnh hưởng và còn nhiều ngân hàng khác nữa sắp tới đây giới đầu tư lo ngại là vì khi giá dầu đi xuống đó thưa quý vị những uh, mỏ những uh, công ty khai thác dầu hỏa shell oil tức là phiến đá đó họ sẽ không có tiền để mà họ trả nợ họ phải mượn nợ đa số là các công ty họ làm ăn không bao giờ họ mang mọi tiền túi hết họ mượn nợ và ngân hàng thấy rằng là à khi mà mượn nợ như thế với phần lời cao thì họ cho mượn ngay bây giờ tiền này không trả được nhiều người đã đang tìm cách khai phá sản các công ty khai phá sản và như vậy các ngân hàng bây giờ đang cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi vì họ mất đi biết bao nhiêu tỷ đô la và đó là các bản tin đáng chú ý liên quan đến thị trường tài chính. Chúng tôi trở lại ngay ngày hôm nay ông Tổng thống Nga Putin đang bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc cho rằng ông đứng đằng sau vụ ám hại một cựu gián điệp của KGB của thời Xô Viết ngày xưa. Mời quý vị cùng theo dõi liên quan thêm các bản tin khác trong ngày nữa với anh Tuấn Hoàng Trọng Thủy quý nhé.